Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình có chuẩn bị mấy quả trứng gà các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm món trứng gà nướng đắp đất nha các bạn. Đắp bùn chứ. Đây. Đây là muối ớt của mình nha. Và bây giờ mình sẽ đi kiếm củi để nhóm lửa các bạn ạ. Mình đã nhóm lửa xong rồi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi lấy bùn để đắp quả trứng để mình nướng nha các bạn. Mình sẽ đi lấy bùn bên này. Đây mình sẽ lấy bùn chỗ này nha các bạn. Đây. Đây các bạn. Đây nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đắp bùn nhá. Mình sẽ đắp thế này rồi nướng nha các bạn. Đây đã xong một quả này. Đắp thế này rất lâu chín nha các bạn. Quả thứ hai. Đây bây giờ mình đang nướng nha các bạn. Thì mình đã nướng cũng được một lúc rồi. Thì mình nướng cái này các bạn đắp bùn cho nó dày dày vô một tí, sợ nó nổ á các bạn. Mình đắp mỏng qua sợ trứng nó nổ ấy. Đây các bạn ạ. Thì mình nướng cũng khá lâu rồi. Đây. Cái đất nó rời ra hết rồi các bạn ạ. Chắc nó cũng chín rồi, mình lấy ra nhá. Ôi, một quả này nó nứt hết rồi. Đây nha các bạn. Thì mình cũng đã nướng chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn thôi. Đây. Quả này nó nứt hết rồi nha. Mình mời tất cả các bạn ăn cùng mình nha. Xem có chín không. Quả này chín rồi các bạn ạ. Nóng quá các bạn ạ. Mời các bạn ăn nha. Đây là muối ớt của mình nè. Siêu cay luôn. Quá ngon.
Nó không có các bạn ạ. Mình đã ăn hết quả đầu tiên. Quả này thì chưa chín lắm các bạn ạ. Đây. Đây là quả thứ hai nha các bạn. Thì hôm nay mình nướng có 3 quả thôi các bạn ạ. Mình sợ mình ăn không hết à. Nên mình nướng 3 quả thôi.